10 công dụng kỳ diệu từ trái chanh tươi. 1. Chanh giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, trong quả chanh có chứa nhiều vitamin C và các chất chống oxy hóa khác giúp tăng cường hệ miễn dịch, khử khuẩn, chống virus gây cúm và cảm lạnh. Hãy vắt một quả chanh tươi vào khoảng 200 ml nước ấm, cho thêm hai thìa mật ong bạn sẽ có một thức uống tăng cường sức đề kháng cho người bị ho hay bị cảm lạnh. 2. Chanh giúp lợi tiểu và hỗ trợ giải độc, các loại thực phẩm nào giàu kali đều có thể làm tăng lượng nước tiểu. Trên thực tế, không khó để tìm kiếm các loại thực phẩm chứa nhiều kali trong cuộc sống hàng ngày. Hầu hết các loại trái cây bao gồm cả chanh, rau, thịt và các sản phẩm từ sữa đều giúp cung cấp kali cho cơ thể. Axit citric trong chanh khi vào cơ thể sẽ chuyển thành muối citrate. Chất này tiếp tục được chuyển hóa thành bicarbonate ở gan và đóng vai trò là chất trung gian trong chu trình axit citric, từ đó giúp tối đa hóa chức năng của enzyme gan và hỗ trợ giải độc. Một cốc nước chanh mật ong ấm uống vào buổi sáng sẽ giúp giải độc gan. Loại bỏ dầu mỡ từ bữa ăn ngày hôm trước, thanh lọc cơ thể, tốt cho hệ tiêu hóa và ngăn ngừa chứng táo bón. Bạn hãy cho một muỗng cà phê mật ong và 3 muỗng nước cốt chanh vào trong một cốc nước ấm, khuấy đều và thưởng thức. Bạn nên uống mỗi ngày để thấy hiệu quả rõ rệt. 3. Chanh hỗ trợ điều trị huyết áp cao, như đã đề cập ở trên, nước chanh có tính lợi tiểu, điều này góp phần vào việc kiểm soát huyết áp cũng như các bệnh lý tim mạch khác cholesterol khi bị oxy hóa có thể dính vào thành mạch đã bị tổn thương do tăng huyết áp điều này được gọi là sự hình thành mảng bám có thể gây nhồi máu cơ tim hay đột quỵ khi máu chảy qua các động mạch cứng và hẹp do sơ vữa nó có thể làm tăng thêm huyết áp của bạn do đó vitamin c và các chất chống oxy hóa khác trong chanh có khả năng giảm thiểu sự gia tăng huyết áp cũng như nguy cơ xuất hiện các bệnh tim mạch liên quan bằng cách ngăn chặn quá trình oxy hóa cholesterol cách pha nước chanh giúp hạ huyết áp chuẩn bị một ly nước ấm khoảng 100ml và 1 đến 2 quả chanh. Cắt một nửa quả chanh và vắt nước cốt chanh vào ly nước ấm. Uống 2-3 ly nước chanh, cứ cách 10-15 phút hãy uống một lần. 4. Vitamin C trong chanh không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn tốt cho làn da của bạn nữa. Vitamin C cùng với axit citric có khả năng chống oxy hóa, ngăn ngừa tình trạng lão hóa, chống viêm nhiễm mụn nhọt và kích thích tái tạo tế bào bằng cách loại bỏ tế bào chết trên da. Cách làm mặt nạ chanh giúp sáng da chị mụn, vắt một ít nước cốt chanh lên miếng bông gòn. Thoa lên vùng da mong muốn bằng cách sử dụng lực nhẹ nhàng không trà sát. Sau khi nước chanh khô, bạn có thể tiếp tục các bước chăm sóc da còn lại của mình. Khi mới bắt đầu sử dụng chỉ nên bôi một lần ngày, sau khi quan sát thấy không có các dấu hiệu bất thường gì trên da thì có thể tăng lên hai lần ngày. Ngoài khả năng chống oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa tuyệt vời, vitamin C còn giúp cơ thể tăng sản sinh procollagen, tiền chất của collagen. Vì vậy, để sở hữu một làn da đàn hồi, tươi trẻ, hạn chế sự xuất hiện của nếp nhăn, bạn nên bổ sung đủ vitamin C. Bạn có thể cân nhắc thêm chanh hoặc trái cây họ cam khác như cam, quýt, bưởi vào chế độ ăn hàng ngày để duy trì sức khỏe làn da. 5. Chanh giúp giảm mỡ máu, chất xơ hòa tan có trong chanh có khả năng gắn với cholesterol và đường, điều này giúp làm giảm hấp thu cholesterol và đường vào máu. Vì thế lượng đường huyết và cholesterol luôn ở mức ổn định, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. 6. Uống nước chanh có thể giúp chống trào ngược axit do tác dụng kiềm hóa axit dạ dày của nó. Ngoài ra, trong thành phần của chanh rất giàu vitamin C, là một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tổn thương tế bào gây ra do axit trào ngược. Chanh cũng có thể giúp khắc phục tình trạng ho kéo dài, chứng ho do cảm lạnh, cảm cúm. 7. Chanh có tính kháng viêm, mỗi ngày cơ thể cần 90mg vitamin C đối với nam giới và 75mg đối với phụ nữ. Do đó một quả chanh có thể cung cấp khoảng một nửa lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày. Chanh cũng chứa các flavonoid cam quýt. Những chất chống oxy hóa này chống lại các gốc tự do, có tác dụng chống viêm, chống nhiễm trùng hiệu quả. 8. Chanh giúp cân bằng độ pH của cơ thể. Acid citric trong chanh khi vào cơ thể sẽ được chuyển thành chất có tính kiềm. Sau đó, nó hoạt động như một tác nhân kiềm hóa toàn thân, làm tăng độ pH của máu và nước tiểu. Trong thực tế, natri citrate đã được chỉ định để điều trị nhiễm toàn chuyển hóa. Đây là một tình trạng mà cơ thể mất cân bằng độ pH với các triệu chứng đặc trưng như tăng thông khí tức là thở nhanh và nông, đau đầu, mệt mỏi, chán ăn, tăng nhịp tim. 9. Chanh giúp phòng ngừa ung thư, trong trái chanh tươi rất giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa, có tác dụng ngăn ngừa tổn thương tế bào có thể dẫn đến các bệnh mãn tính như ung thư. Quét xê tín, một trong những chất chống oxy hóa có trong chanh, giúp ức chế sự phát triển của tế bào ung thư buồng trứng, tuyến tiền liệt, vú và thận. 10. Chanh hỗ trợ giảm cân hiệu quả, chanh tươi rất giàu chất xơ pectin, giúp làm giảm cảm giác thèm ăn, giảm lượng đường trong máu bằng cách làm chậm tiêu hóa đường và tinh bột, từ đó giúp bạn giảm số bữa ăn và lượng calo nạp vào trong ngày. Những người mắc bệnh béo phì hoặc người có nhu cầu giảm cân có thể cân nhắc thêm chanh vào chế độ ăn để kiểm soát cân nặng hiệu quả. Ngoài việc bổ sung chanh vào chế độ ăn uống hàng ngày để đạt được những mục tiêu sức khỏe đề ra. Bạn cũng cần quan tâm đến chế độ luyện tập, lối sống của bản thân và điều chỉnh lại sao cho khoa học, hợp lý. Hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu bạn thấy điều này có thể giúp ích cho họ. Cuối cùng, đời sống thú vị xin chúc quý bạn và các vị có sức khỏe tốt, luôn được bình an là hạnh phúc. Cảm ơn quý bạn và các vị đã xem đến hết video này ạ. À. Nguồn tử, Healthline, Medical News Today.